Xin chào các anh chị, và ngày hôm nay thì Quang sẽ hướng dẫn các anh chị cách để tối ưu một profile cá nhân TikTok chuẩn SEO. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tối ưu những điều gì? Điều đầu tiên chúng ta cần phải thiết lập ngay sau khi mà đăng ký thành công kênh TikTok, đó chính là về avatar, về tên và về ID của tài khoản. Các anh chị chúng ta bấm vào phần sửa hồ sơ. Mọi người nhìn vào mục thay đổi ảnh. Chúng ta click vào và bấm vào nút tải ảnh lên, hoặc chúng ta có thể chụp ảnh trực tiếp và đăng lên. Một cái lưu ý khi mà chúng ta chọn ảnh avatar của TikTok, đó là mọi người không chụp profile cá nhân của Facebook và cho vào đây, cũng như là chúng ta sẽ không sử dụng những bức ảnh hở hang quá sexy mà không đúng bối cảnh. Mọi người hãy sử dụng những bức ảnh beauty, những bức ảnh headshot, tức là chúng ta sẽ chụp từ bụng trở lên, từ ngực trở lên để làm ảnh đại diện. Và một bức ảnh này thì chúng ta cần phải tôn trọng nền tảng, thì không chụp ảnh những cái profile của các nền tảng khác như là Facebook, như là YouTube và cho sang đây, mà cần phải để ảnh thật của mình, để ảnh mặt mình. Tiếp theo đến phần tên. Ở phần tên này thì các anh chị chúng ta sẽ để, có thể là để tên của mình giống với bên Facebook. Ví dụ của Quang, nick Facebook là Nguyễn Đình Quang, thì Quang sẽ có thể để tên TikTok của Quang cũng vậy. Mục đích của điều này là như thế nào? Sẽ giúp cho những cái người mà họ quen biết chúng ta từ trước đây, họ dễ dàng tìm kiếm. Và các anh chị chúng ta có thể đặt tên của mình cộng với cái chủ đề này mà mình làm. Ví dụ kênh này Quang làm về marketing chẳng hạn, thì Quang sẽ đặt là Đình Quang cộng marketing, thì là thành Đình Quang marketing, đúng không ạ? Hay là Quang về làm về nấu ăn, đúng không ạ? Thì Quang có thể để là Đình Quang nấu ăn. À, hay là Quang làm về review thì sao ạ? Quang có thể đặt là Đình Quang review, đúng không ạ? Thì đó gọi là tên cộng chủ đề. Ngoài ra còn rất là nhiều các cách đặt tên khác, các anh chị có thể đi tham khảo ở một số kênh. Khi mà mọi người lướt trên xu hướng thì họ có thể đặt những cái tên rất là kêu, đúng không ạ? À, ví dụ như có kênh đặt là vua tiền tệ, có kênh đặt là vua lồng tiếng, đúng không ạ? Thì cái mục đích của việc mà đặt những cái tên kêu như vậy để làm gì? Để khiến cho người xem sẽ thu hút và tò mò, hoặc là sẽ có một điểm nhấn để họ nhớ tới kênh của chúng ta hơn. Vậy thì ở đây Quang sẽ chia sẻ hai cách đặt tên cơ bản. Một là đặt họ và tên mình giống với bên Facebook, và hai thì chúng ta sẽ đặt tên cộng với chủ đề của mình. Ví dụ Quang sẽ đặt là Đình Quang marketing, và sau đó bấm vào nút lưu ở bên góc phải trên cùng màn hình, bấm vào lưu. Tiếp theo ở phần ID của TikTok, ở phần ID của TikTok này thì chúng ta cũng sẽ để giống như ở trên phần tên, tuy nhiên là chúng ta sẽ viết liền không dấu. Và một cái lưu ý đó là ID thì mỗi kênh chỉ có một và không có sự trùng lặp. Ví dụ như tên thì có thể hai người cùng đặt tên là Nguyễn Đình Quang được, nhưng ID thì chỉ có một người. À, ví dụ như ở đây Quang đặt là Đình Quang marketing rồi, thì các chị chúng ta sẽ không thể lấy được cái ID này nữa, mà mọi người có thể thay đổi thành Đình Quang marketing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó cũng giống như là cái tên miền vậy. Tên miền, đúng không ạ? Chúng ta đã mua một cái tên miền rồi thì người khác sẽ không có một cái tên miền giống y hệt như vậy để trùng lặp với chúng ta được. Cái ID này cũng vậy. Và ID này thì cứ 30 ngày mới đổi được một lần, còn tên thì đổi được liên tục. Vậy nên các anh chị chúng ta cần phải cân nhắc kỹ trước khi đổi ID, các anh chị nhá. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần tiểu sử. Phần tiểu sử ở đây mọi người sẽ để cho Quang theo mẫu sau. À, chúng ta sẽ để theo mẫu, đó là chúng ta sẽ kêu gọi follow, follow kênh để nhận được các video về. Tức là chúng ta sẽ để một cái lợi ích, chúng ta sẽ để một cái lợi ích gì đó lớn nhất mà người xem sẽ nhận được khi mà họ follow kênh của chúng ta. À, ví dụ như làm về nấu ăn thì follow kênh để nhận được những các video hay về nấu ăn, hay là follow kênh để nhận được các mẹo hay về kinh doanh online, follow kênh để nhận được cái điều gì đó thì chúng ta sẽ kêu gọi họ follow kênh. À, ví dụ Quang sẽ đặt là nấu ăn đi, được chưa ạ? Video hay về nấu ăn. Tức là chúng ta sẽ để một cái lợi ích quan trọng nhất, một cái lợi ích lớn nhất mà người ta sẽ nhận được khi mà follow kênh của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể để là giới thiệu bản thân mình, giới thiệu sơ qua về tiểu sử của bản thân mình, hoặc giới thiệu về kênh này sẽ chuyên chia sẻ về gì.
chuyên chia sẻ về kinh doanh online. Follow kênh để nhận được những video mới nhất. Và các chị lưu ý đó chính là cái giới hạn những ký tự thì chỉ có 80 ký tự thôi. Tối đa là có 80 ký tự để chúng ta viết. Không được phép vượt qua 80 ký tự ạ. Follow kênh để nhận được những video mới. Được chưa ạ? Còn sau này khi mà chúng ta có một cái đường link để bên dưới, chúng ta có được một cái đường link để bên dưới thì chúng ta có thể để thêm những cái dấu, những cái ký tự như thế này. Chúng ta để những ký tự như thế này để chỉ vào cái đường link, để chúng ta sẽ chỉ vào đường link và bảo người ta bấm vào. Lấy ví dụ, Quang sẽ ghi ở đây là kết nối với Quang. Được chưa ạ? Và Quang cho 3 ngón tay chỉ xuống. Sau này khi mà kênh của các anh chị mà vượt qua 1.000 follow thì sẽ có mục đường link nó chèn vào chỗ của hỏi đáp. Các anh chị nhìn thấy cái chữ hỏi đáp không ạ? Ở đó nó sẽ là một đường link, mọi người có thể để link của chúng ta, một cái link bio ở đó, và chúng ta kêu gọi người dùng bấm vào bằng cách là để những cái dấu chỉ tay ở đây. Như vậy là xong phần hồ sơ, như vậy là xong phần sửa hồ sơ. Ngoài ra thì mọi người có thể kết nối kênh Instagram, kết nối kênh YouTube, kết nối kênh Twitter của mình vào đây. Thì những cái này nó rất đơn giản thôi, Quang sẽ không cần phải hướng dẫn, các chị chỉ cần bấm vào và sau đó điền email và mật khẩu vào là có thể kết nối thành công. Sang phần tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ tối ưu về tài khoản. Các chị bấm vào dấu ba gạch ở góc phải trên cùng màn hình. Mọi người nhìn thấy dấu ba gạch ở góc phải trên cùng màn hình chưa ạ? Bấm vào. Chúng ta đầu tiên hãy chọn vào quản lý tài khoản. Ở đây thì các chị chúng ta cần phải tối ưu, chúng ta cần phải xác minh email và số điện thoại của mình. Khi mà chúng ta mới lập tài khoản thì email và số điện thoại sẽ chưa được xác minh. Chúng ta cần phải xác minh điều này để tăng uy tín với TikTok. Đầu tiên các chị chúng ta sẽ bấm vào email. Ở đây do là Quang đã xác minh email từ trước rồi, vậy nên là TikTok sẽ nói rằng tôi sẽ gửi cái mã về email của bạn để xác minh cái việc là bạn thay đổi. Còn của các anh chị mới lập tài khoản thì TikTok sẽ gửi mã về luôn. Nó sẽ gửi mã về và các chị chỉ cần điền mã về. Điền mã là xong. Đây ví dụ Quang sẽ điền vào 668643. Điền mã vào. Sau đó mọi người sẽ nhập địa chỉ email. Mọi người sẽ nhập địa chỉ email vào. Ví dụ Quang sẽ nhập email vào là quangbanhang7@gmail.com. Chúng ta bấm vào gửi mã. Tuy nhiên là cái mã này của Quang thì nó đang bị nó đang bị gửi quá nhiều, vậy nên nó sẽ không gửi thêm được. Thì các anh chị chúng ta cứ làm theo các bước như vậy và bấm gửi mã, sau đó vào trong Gmail của mình. Các anh chị sẽ vào trong Gmail của mình để lấy mã. Mọi người vào Gmail để lấy mã này. Sau khi lấy mã xong thì chúng ta sẽ nhập cái mã đó vào đây. Chúng ta nhập cái mã vào cái ô mà vừa nãy nó hỏi chúng ta đấy. Là chúng ta đã xác minh email thành công. Còn số điện thoại thì chúng ta có thể để trống để khi nào mà tài khoản của chúng ta lên rồi, lúc đó các anh chị chúng ta thêm vào sau. Khi nào tài khoản lên rồi thì chúng ta sẽ xác minh số điện thoại vào sau các anh chị nhé. Còn ở phần tài khoản doanh nghiệp này thì Quang khuyên rằng là trừ những anh chị nào muốn chuyển sang để chúng ta chạy quảng cáo. Còn không thì chúng ta cứ nên để ở tài khoản cá nhân. Chúng ta cứ để ở tài khoản cá nhân. Bởi vì khi chuyển sang doanh nghiệp thì chúng ta sẽ bị hạn chế rất là nhiều nhạc. Chúng ta sẽ sử dụng được cái kho nhạc rất là cũ và rất là ít thôi. Để ở tài khoản cá nhân thì chúng ta có thể sử dụng được nhiều nhạc của TikTok hơn. Phần tiếp theo đó là quyền riêng tư. Các chị hãy bấm vào quyền riêng tư. Và chúng ta hãy nhìn xuống phần đó là đề xuất tài khoản của bạn với những người khác. Thì ở đây đa số là đã bật sẵn rồi. Ở đây là đã bật sẵn rồi. Các chị sẽ bấm vào xem là của mình bật chưa. Đồng bộ danh bạ và bạn bè ở trên Facebook. Cái này các chị chúng ta bật lên. Khi của mọi người mới ban đầu thì nó sẽ là tắt. Và các chị bật nó lên. Mọi người bật cái phần này lên. Được chưa ạ? Để những người mà ở bên Facebook hay là ở trong danh bạ của chúng ta, họ có thể dễ dàng nhìn thấy chúng ta. Họ có thể dễ dàng nhìn thấy các anh chị.
Tuy nhiên ở đây có một lưu ý nhỏ như thế này, đó là cái chủ đề mà các anh chị làm nó phải phù hợp với những người mà họ đã kết bạn Facebook với mình. Cái tập kết bạn Facebook với mình họ phải thích cái chủ đề mà các anh chị chúng ta sẽ làm clip. Còn nếu như mà họ không thích hoặc bị sai tệp thì các anh chị chúng ta tắt bỏ đi nhá. Thì mọi người tắt bỏ đi. Cái này chỉ phù hợp khi mà anh chị, những người kết bạn với chúng ta bán mỹ phẩm và chúng ta chia sẻ về mỹ phẩm đúng không ạ? Thì họ sẽ quan tâm, họ sẽ ở lại xem. Còn nếu như mà họ chỉ quan tâm đến việc chăm sóc con cái mà chúng ta cứ chia sẻ về làm đẹp thì sao ạ? Thì họ sẽ lướt qua video của mình. Mỗi lần lướt qua như vậy thì TikTok sẽ trừ điểm video và chúng ta sẽ không thể được đề xuất nhiều hơn nữa. À, vậy thì cái phần đồng bộ hóa danh bạ này và đồng bộ danh sách bạn bè trên Facebook này, các chị cũng cần phải lưu ý. Nó phải đúng tệp thì chúng ta mới bật, còn sai tệp thì bỏ qua. Đúng không ạ? Rồi, ở đây Quang cứ bật lên. Phần tiếp theo ạ. Phần tiếp theo đó là phần tin nhắn trực tiếp. Phần tin nhắn trực tiếp, các chị hãy bấm vào. Của mọi người thì nó sẽ ở mục của bạn bè. Tuy nhiên chúng ta cần phải chuyển nó sang mục mọi người để tất cả mọi người có thể nhắn tin được cho mình. À, ví dụ có ai muốn hỏi thêm điều gì hay có người muốn mua hàng đúng không ạ? Thì họ có thể nhắn tin được cho chúng ta. Hãy chuyển nó sang mọi người các chị nhé. Phần tiếp theo đó là phần công cụ dành cho tác giả. Các chị hãy bấm vào đây. Trong này nó sẽ có phần phân tích. Phần phân tích này, phần cổng thông tin tác giả và phần hỏi đáp. Thì ở phần phân tích này các chị chúng ta cần phải có tối thiểu một video mới có thể xem được. Và chúng ta muốn xem cái khung giờ vàng của kênh mình là mấy giờ thì các chị chúng ta sẽ cần phải có 100 follow mới có thể xem được. Tiếp theo đó là phần hỏi đáp. Các chị sẽ bật phần hỏi đáp này lên. Chúng ta sẽ bật cái phần hỏi đáp này lên để cho khán giả họ có thể đặt câu hỏi cho mình và mình sẽ trả lời họ bằng video. Các chị hãy bấm vào mục hỏi đáp, sau đó chúng ta hãy bấm vào bật hỏi đáp lên. Và một cái phần nữa rất là quan trọng đó là phần xóa bộ nhớ đệm để cho TikTok không bị lag và máy của chúng ta không bị đầy. Thì các anh chị chúng ta hãy thường xuyên xóa cái bộ nhớ đệm đi. Mọi người bấm vào đây để xóa bộ nhớ đệm. Ở trên Android thì sẽ khác. Ở trên Android thì sẽ là trình tiết kiệm dữ liệu. Ở trong đó thì sẽ có mục là xóa bộ nhớ đệm. Đúng không ạ? Còn đây là iPhone thì chúng ta sẽ có luôn phần này. Và như vậy là các anh chị chúng ta đã có được một tài khoản chuẩn SEO. Mọi người đã có được một tài khoản chuẩn SEO. Và sau một ngày thì các anh chị có thể sẵn sàng đăng video